Mến chào thái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 9 tháng 5 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Cũng như thường lệ để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like và đăng ký ở góc bên phải để đội ngũ của Emily có thêm động lực cập nhật những chương trình hay nhất cho quý vị theo dõi hàng ngày. Cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo nguy cơ vỡ nợ công gây khủng hoảng hiến pháp. Giải mật hồ sơ vụ ám sát của Tổng thống Mỹ Kennedy, cháu trai Kennedy tiết lộ sự thật chấn động liên quan tới CIA và FBI. Tỷ lệ ủng hộ ông Biden tiếp tục giảm. Chuyên viên phát triển phần mềm hối hận vì phẫu thuật chuyển giới ở tuổi 19. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng, nếu nước này không giải quyết được những tranh cãi liên quan đến vấn đề trần nợ công, nó có thể gây ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vào ngày 7 tháng 5 cảnh báo, thị trường tài chính Mỹ có thể chịu hậu quả nếu như nước này không nâng trần nợ công vào đầu tháng 6 sắp tới. Công việc của Quốc hội là giải quyết việc này, nếu họ không làm điều đó, chúng ta sẽ gặp phải một thảm họa kinh tế và tài chính do chính chúng ta gây ra. Chúng ta không nên đi đến mức xem xét liệu Tổng thống có thể tiếp tục phát hành nợ hay không. Đây sẽ là một cuộc khủng hoảng hiến pháp, bà cảnh báo. Bà cũng cho rằng các cuộc đàm phán về trận nợ không nên diễn ra với họng súng chỉ vào đầu người dân. Chính phủ của ông Joe Biden đã đề nghị quốc hội nâng trận nợ công vô điều kiện, Tuy nhiên, thì tháng trước, Hạ viện do đảng Cộng hòa chiếm thế đa số đã thông qua dự luật nâng trần nợ công 31,4 ngàn tỷ đô la, nhưng kèm theo yêu cầu cắt giảm chi tiêu chính phủ trong 10 năm tới, điều mà ông Biden và đảng Dân Chủ phản đối. Ông Biden tuyên bố sẽ không đàm phán về nâng trần nợ, nhưng sẽ thảo luận về cắt giảm ngân sách sau khi Quốc hội thông qua mức trần mới về nợ công. Mỹ thường đặt ra giới hạn về nợ công, hiện tại thì trần nợ công tương đương với 120% GDP của nước này. Mỹ chạm trần nợ công hồi tháng 1 và đến khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 sắp tới, Washington có thể phải ngừng vay hoàn toàn. Nếu kịch bản đó xảy ra, nó sẽ gây ra cú sốc đối với thị trường tài chính toàn cầu và nhà đầu tư sẽ hoài nghi về trái phiếu Mỹ. Giải mật hồ sơ vụ ám sát của Tổng thống Mỹ Kennedy cháu trai Kennedy tiết lộ sự thật chấn động liên quan tới CIA và FBI. Kính thưa quý vị, Robert F. Kennedy Jr., cháu của cố tổng thống Mỹ John F. Kennedy, chỉ trích CIA về vụ ám sát bác mình. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy cơ quan tình báo trục ứng Mỹ liên quan tới vụ ám sát bác tôi. Tôi nghĩ đó là điều không cần hoài nghi vào thời điểm này. Robert F. Kennedy Jr., 69 tuổi, cháu của cố tổng thống Mỹ Kennedy, nói tại Dallas, Texas vào ngày 7 tháng 5. Ông Kennedy Jr. đề cập tới cuốn sách GFK The Unspeakable của tác giả trump Douglas, trong đó tổng hợp các bằng chứng ủng hộ giả thuyết rằng chính quyền Mỹ có liên quan tới vụ ám sát tổng thống thứ 35. Chính phủ Mỹ hồi tháng 12 năm 2022 công bố 13.000 tài liệu trong hồ sơ mật liên quan vụ điều tra vụ ám sát cựu tổng thống Kennedy năm 1963, đây là được giải mật thứ hai trong nhiệm kỳ ông Joe Biden về cuộc điều tra vụ ám sát. Ông chủ của Tòa Bạch Ốc yêu cầu cơ quan lưu trữ quốc gia và những cơ quan khác trong chính phủ sau tháng 5 năm 2023 phải hoàn tất đánh giá số tài liệu còn lại. Vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Kennedy vẫn còn nhiều câu hỏi lớn như là liệu hung thủ Lee Harvey Oswald có hành động một mình hay là có tổ chức nào đứng sau, từ đó dẫn tới nhiều giả thuyết về vụ ám sát. Ông Kennedy Jr. là con của cựu Bộ trưởng Tư pháp Robert F. Kennedy, em trai của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Ông đã tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 với tư cách là ứng viên của đảng Dân Chủ. Tỷ lệ ủng hộ ông Biden tiếp tục giảm Quý vị thân mến, tỷ lệ ủng hộ ông Joe Biden tiếp tục giảm trong khảo sát của ABC News, Washington Post gần 2 tuần sau khi ông tuyên bố tái tranh cử. Kết quả khảo sát ABC News, Washington Post công bố vào ngày 7 tháng 5 cho thấy, 36% người được hỏi tán thành công việc của Tổng thống Joe Biden, giảm so với tỷ lệ 42% hồi tháng 2. Đây cũng là tỷ lệ ủng hộ ông Biden thấp nhất trong khảo sát này, thấp hơn mức 37% hồi đầu tháng 2 năm 2022. Tỷ lệ không ủng hộ ông Biden là 56%, trong đó 47% rất không ủng hộ. Số 18% cho rằng ông Biden, 80 tuổi, quá già để làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ. Về cuộc bầu cử năm 2024, 44% nói họ chắc chắn hoặc là có thể bỏ phiếu cho cựu tổng thống Donald Trump. Tỷ lệ này của ông Biden là 38%. Người tham gia khảo sát cũng cho rằng ông Donald Trump 76 tuổi có sức khỏe thể chất và minh mẫn hơn. 54% cho rằng ông Trump quản lý kinh tế Mỹ tốt hơn so với ông Biden, trong khi 36% chọn tổng thống đương nhiệm Khảo sát được thực hiện qua điện thoại từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha với 1.006 người trưởng thành ngẫu nhiên tại Mỹ. Kết quả có sai số là 3,5 điểm phần trăm. Kết quả khảo sát được công bố gần 2 tuần sau khi ông Biden tuyên bố tái tranh cử vào ngày 25 tháng 4, phần nào cho thấy những khó khăn mà Tổng thống đương nhiệm đang phải đối mặt, trong đó có vấn đề tuổi tác. Chuyên viên phát triển phần mềm hối hận vì phẫu thuật chuyển giới ở tuổi 19 Thưa quý vị, vào hôm thứ Hai, thì chuyên viên phát triển phần mềm Corina Coles đã viết một bài xã luận trên tờ Washington Post, chia sẻ trải nghiệm về cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính và sự hối tiếc của chính mình. Theo Fox News, Corina Coles đã trải qua cuộc phẫu thuật chuyển giới từ một người nam thành một người nữ ở tuổi 19. Cô đã viết bài cảnh báo những người đang cân nhắc phẫu thuật chuyển giới rằng điều thực sự quan trọng là phải hiểu thế giới nội tâm của mình trước khi thay đổi vĩnh viễn cơ thể. Cô nói rằng việc đưa ra một quyết định kích động như vậy là quá sớm ở tuổi 19. Điều này đã khiến cho cô khác biệt với những người đồng trang lứa và ảnh hưởng đến cả cuộc đời của cô. Convict, ở tuổi 19, tôi đã trải qua cuộc phẫu thuật xác định giới tính mà ngày nay gọi là phẫu thuật chuyển giới xét theo sở thích hiện tại và những ưu tiên trong cuộc sống của mình một người trẻ trung như tôi khi đó có thể là một người khác nhưng chính con người này đã ngăn cách tôi với bạn bè đồng trang lứa trong suốt cuộc đời của mình hiện nay tranh cãi về phẫu thuật chuyển giới ngày càng nhiều nhất là trong giới trẻ dù mọi người nhìn nhận khác thế nhưng tôi biết lúc đó mình chưa đủ tuổi để đưa ra quyết định này dư luận về những vấn đề đó có ảnh hưởng rất lớn Tôi muốn chia sẻ hành trình nội tâm của mình và giúp đỡ cho những người trẻ đó cũng như là những bậc làm cha làm mẹ của họ. Cô cho biết cô có hứng thú với đàn ông và tư nghĩ rằng sẽ dễ tìm thấy tình yêu hơn nếu trở thành phụ nữ. Tuy nhiên cô lại nhận thấy rất ít đàn ông quan tâm đến phụ nữ chuyển giới. Khi còn là một thiếu niên, cô nhớ lại mình đã trải qua triệu chứng bất an, lo lắng và trầm cảm về giới tính, cũng như chưa sẵn sàng cho tuổi thanh xuân. Còn viết, Cuộc phẫu thuật đã giải phóng tôi khỏi sự xung động của cơ thể. Tuy nhiên, thì việc cắt bỏ các tuyến sinh dục mang lại đến một kiểu trói buộc khác. Kể từ sau cuộc phẫu thuật, tôi đã trở thành một bệnh nhân y tế và sẽ là một bệnh nhân y tế suốt đời. Cô giải thích việc lựa chọn liệu pháp estrogen và rủi ro sức khỏe nếu từ bỏ việc điều trị bằng thuốc. Cohn cũng mô tả cách cô từ chối sự tham gia của cha mẹ mình trước khi đưa ra quyết định phẫu thuật mà chỉ tìm kiếm sự đồng thuận từ những người cùng chí hướng trên Internet. Thưa quý vị, cô Cohn viết, Tôi vô cùng bất an về cách mà mạng xã hội đang ảnh hưởng một cách méo mó đến giới trẻ ngày nay. Tôi kinh hoàng trước việc các chuyên gia có thể dễ dàng thúc đẩy cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính như thế nào. Thưa quý vị, cô nói nhiều năm trước, cô đã phải thuyết phục các bác sĩ trị liệu, bác sĩ nội tiết và bác sĩ phẫu thuật giúp mình vượt qua quá trình này. Tôi sẽ đưa ra lời khuyên nào cho những người trẻ tuổi muốn chuyển đổi giới tính đây. Hãy cho mình một cơ hội trước khi thay đổi cơ thể một cách vĩnh viễn. Trên hết, hãy sống chậm lại, có thể bạn vẫn quyết định thay đổi giới tính, thế nhưng nếu bạn khám phá thế giới bằng trái tim của mình, có thể bạn sẽ thấy rằng mình yêu nó nhiều hơn bạn nghĩ. Có người đã phản ứng tích cực với câu chuyện này và khen ngợi Washington Post vì đã đăng bài này. Tờ báo cũng bị buộc tội đứng về phía của những người cố chấp và cực hữu. Christina Perso, trợ lý của thống đốc bang Florida cho biết, phải thực sự can đảm mới có thể nói ra trải nghiệm của chính mình như thế này. Tôi kinh hoàng khi Washington Post đăng câu chuyện này vì nó mâu thuẫn với các kênh truyền thông chính thống, nhưng nó rất quan trọng. Nhà báo Barry Weiss đã viết, Điều này thật đau lòng, nhưng rất quan trọng. Washington Post xứng đáng được ghi nhận khi đăng bài viết này. Phát thanh viên nổi tiếng Michelle Yaffe cũng tweet một bài báo thật tuyệt vời từ Washington Post. Thật không may, sẽ có nhiều người như vậy trong tương lai hối hận về quyết định của họ. Bảo vệ trẻ em khỏi hành vi điên rồ không phải là điều hoang tưởng. Nhà báo Megan Mark Amlo của Washington Post đã tweet rằng, nhiều người hối tiếc về những lựa chọn lớn trong cuộc đời của họ đã thực hiện ở tuổi 19. Nhưng bài viết này rất đáng buồn. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.